Xin chào anh em, ngày hôm nay bên Khá có 6 xe nâng cấp nội thất limousine. Bây giờ Khá mời các anh em đi một vòng xem với Khá nha. Đầu tiên là chiếc Kia Carnival này, anh chủ xe mới vừa nhận xe luôn và mang qua bên Khá. Đấy, anh em có thể xem nè, là bên trong nội thất đó là vẫn còn bao ni lông luôn nha anh em. Thì đây là một cặp ghế nhập từ Trung Quốc về nha. Sau khi Khá làm xong, Khá sẽ giới thiệu anh em. Ghế nhập từ Trung Quốc cực kỳ rẻ nha anh em. Đây là một chiếc Kia Carnival thứ hai ở Bình Thuận. Thì xe này bên Khá đã làm xong rồi. Anh chủ xe đang trên đường vào để nhận xe. Đây, đó anh em, sàn carbon, ghế, đổi màu nội thất lại nguyên xe. Cách âm chống ồn Silenro của Nga, bên Khá nhập từ Nga về luôn. Xe thứ ba là xe mẹt V250 anh em. Đấy, mẹt V250 thì bên Khá đã lên cặp ghế rồi nhưng mà chưa hoàn thiện, nó còn đang trong quá trình làm. Xe này thì cũng có cách âm chống ồn vật liệu Silenro của Nga luôn. Đây, cảm ơn các anh em. Xe thứ tư này Kia Carnival ở Sài Gòn. Đây, xe này thì bên Khá đã làm xong hết rồi, làm âm thanh nữa nha anh em. Đó, cặp ghế limousine, đổi màu nội thất, sàn carbon, cách âm thanh, phụ kiện bên ngoài full nước xanh. Và đây là chiếc Toyota Land Cruiser bản số 93 ở Bình Phước nha anh em. Đó, xe này thì nâng cấp nội thất limousine, còn phiên bản 4 chỗ thôi. Bọc da toàn bộ bằng da đất luôn, rất là xịn sò. Xe này bên Khá làm cách âm xong rồi. Vật liệu bên Khá sử dụng cũng là vật liệu cách âm Silenro của Nga luôn. Đó, đây anh em nhìn từ phía sau tới nè, bên Khá đã tháo bung ra hết rồi. Đó, bên Khá tháo bung ra hết rồi. Thì xe này Khá sẽ có một clip riêng và rất đặc biệt dành cho xe này luôn nha. Đó, chiếc đó là chiếc thứ 5 và chiếc thứ 6 là chiếc Kia Carnival ở thành phố Hồ Chí Minh này nha anh em. Thì bên Khá, xe này thì bên Khá hoàn thiện khoảng 80% rồi. Đây, đó, xe này thì nó khác với những xe trước là ngay chỗ cái tay này là bên Khá ốp carbon cho khách luôn, là nó trùng với lại trên tay nắm cửa luôn nè anh em. Đó, nhìn carbon vô thì nó nhắn nhá, nhìn nó sang. Fortuner này thì dán phim cách nhiệt 3M và chiếc Toyota Fortuner ở trong kia là đang phủ ceramic vật liệu là Diamond Seal của Mỹ, bên Khá nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về luôn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại anh em trong video clip tiếp theo.